Bây giờ anh ước mơ gì nè, nói cho em nghe nè. Giờ anh ước điều gì nè? Giờ ước gì đâu mà chú? Dạ. Giờ ước hết tiền rồi. Vô Sài Gòn còn được hay chừng đó, nếu có tiền thì vô. Dạ. Điều trị nữa. Không có thôi, dạ. Mình đi vợ con mình khỏe chứ, khổ. Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại thị trấn Cam Đức thuộc huyện Cam Lâm của tỉnh Khánh Hòa. Và ngày hôm nay thì Nhân sẽ đi thăm một hoàn cảnh mà Nhân nghe nói rằng là người chồng bị bệnh rất là nặng cả nhà. Và hiện tại nằm một chỗ rồi. Và hai vợ chồng thì khi mà lấy nhau thì xưa giờ toàn là đi ở nhà thuê thôi. Nhưng mà bây giờ không may thì người chồng phải lâm bệnh nữa. Cuộc sống rất là khó khăn. Bây giờ Nhân sẽ đến thăm và chia sẻ. Mời cả nhà hãy cùng với Nhân đi tìm hiểu về hoàn cảnh ngày hôm nay và giúp đỡ cho hai vợ chồng nhé. Đi thôi cả nhà. Xin phép cả nhà Nhân đeo khẩu trang xíu bởi vì là dạo gần đây thì mình cũng hơi cảm giác khó chịu trong cơ thể cho nên là phải đeo vào cả nhà. Sợ ảnh hưởng tới mọi người xung quanh á. Rồi, chào chị. Anh trai gầy quá ha. Em xin phép em gắn cái này em trò chuyện với chị một chút ha. Dạ. Dạ. Chị cho em hỏi xíu, anh trai mắc bệnh gì? Dạ, bị ung thư trực tràng. Ung thư trực tràng dạ, hả chị? Dạ, trực tràng ở nằm phía dưới hậu môn ha. Trời ơi. Vậy thì hiện tại tới bây giờ thì anh trai năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Dạ 46. 46 tuổi. Dạ. Khi mà phát hiện bệnh của anh á là bao lâu rồi? Dạ 5 năm. 5 năm rồi ạ? Dạ, 5 năm. Vậy thì khi mà bây giờ sức khỏe anh đi xuống như thế này là bao lâu rồi? Dạ hồi năm ngoái. Năm ngoái? Dạ năm ngoái giờ là anh nằm xuống năm ngoái tới giờ. Còn bị là 5 năm không có làm gì được ở nhà. Đi ra đi vô thì cũng đi được xíu đỉnh. Dạ. Nằm xuống là năm ngoái tới giờ. Là không đi được, không ngồi, không đứng gì được, chỉ nằm không. Trong suốt 5 năm qua là anh không có đủ sức khỏe để lao động. Dạ. Và bây giờ hiện tại nằm một chỗ như thế này là trong một năm nay. Dạ. Trời ơi. Cái bàn chân của anh ở cả nhà tuy là người anh gầy nhưng mà cái bàn chân nó bị phù lên á. Cả nhà nhìn cái bàn chân của anh nó phù lên kìa. Những cái ngón chân nó rất là tròn luôn. Sưng nó sững lên anh. Dạ. Anh ốm còn xương không à, nhưng mà cái bàn chân nó lại phù ra. Đau. Đau miệng. Đau hả chị? Đau, bệnh này đau lắm. Biết là anh nói với chị là đau. Đau để mình biết đau chứ. Dạ. Mỗi lần. Thôi bây giờ cứ để cho anh nằm đi nghỉ ngơi đi chị ha. Chị em mình chị em mình ngồi trong này cũng được nè. Dạ. Ngồi đây đi chị. Nóng không? Dạ không, đâu có nóng mấy đâu. Dạ. Chị em mình ngồi đây nha. Chia sẻ với cả nhà thì nhà chị theo bên Thiên Chúa à? Dạ chứ. Cả nhà đây là nhà em thuê. Ủa nhà thuê hả chị? Dạ, từ xưa giờ em không có nhà. Dạ. Dạ em ở hết chỗ kia tới chỗ nọ. Chỗ đây là chỗ cuối cùng mà. Em thấy rằng là chị thờ rất là nhiều thần tượng. Dạ. Tại sao mà mình lại phải thờ nhiều tượng đến như vậy chị? Dạ là bên đạo mình phải có như vậy, là bên đây là cha Diệp.
À, bên đây là cha Diệp. Dạ, thưa mẹ. Ở giữa là có mẹ với lại Chúa. Còn tượng kia là ông Thánh Martin. À, gương mặt hơi đen đen hả? Dạ. Mình sẽ đọc kinh cầu nguyện hàng ngày cho đọc chồng. Đọc kinh cầu nguyện. Dạ. Vậy là căn nhà này là hai vợ chồng chị cũng thuê luôn? Dạ, thuê hết đó. Em không có nhà, từ xưa giờ không có nhà. À, xưa giờ là hai vợ chồng không có nhà cưới? Dạ. Trời ơi, khổ từ xưa giờ. Căn nhà này chị thuê lâu chưa? 3 năm. 3 năm rồi ạ? Dạ, em ở trên kia là 5 lần rồi, lần này lần thứ 6, dọn thứ này là lần thứ 6, nhà thứ 6 rồi. Có nghĩa rằng là anh với chị lấy nhau, căn nhà này là căn nhà thứ 6 rồi. Dạ, thật sự em ở là ở với mẹ. Dạ. Dạ, nhưng mà gia đình em đông quá, khó khăn nữa, em phải ra ngoài mở. Gia đình mình cũng khó khăn, này khi khác nợ không ở được trong em đông. Dạ. Rồi ra riêng thêm nhà ở riêng. Dạ. Rồi, chị gái tên gì? Dạ, tên Ly. Dạ. Ly. Chị Ly à? Chị với anh có con không? Dạ có, hai đứa. Hai cháu rồi. Bé lớp 10. Dạ. Và cô học lớp 3. Trời ơi. Bây giờ hai cháu nó còn đang còn tuổi ăn tuổi học. Dạ. Cho nên là bao nhiêu gánh nặng kinh tế dồn lên cho chị hết. Dạ. Trời, vậy thì mỗi ngày là chị làm cái công việc gì? Thì nói chung là em xuống đây em ở được 3 năm là em bán cà phê cốc trong nhà hàng xóm, hồi sớm là tôi uống kiếm bữa vài chục, nhưng mà từ khi anh làm xuống tới giờ là em không làm gì được nữa, tại vì hàng ngày là để mình chăm ảnh. Dạ. Lo cho ảnh chứ không có làm gì được công việc hết. Dạ. Vậy là khi mà anh còn đỡ. Dạ. Có bệnh nhưng mà còn đi rồi lại được đi trong nhà không mà không đi làm được á là... thì chị lại bán cà phê ở trước cái sân nhà mình đây. Dạ, ha, hôm nay luôn đang hàng xóm tới uống ít liền ly vậy á. Dạ. Giờ mình cũng xuống đây mình không biết làm cái gì. Rồi hồi đó em cũng bán bánh mì để kiếm sống. Dạ. Ảnh nằm xuống là không bán được, tự không ai chăm. Rồi chở lên bệnh viện xuống, chở xuống, chở lên miết rồi. Nên không có bán được, không có lo chăm được. Dạ. Không có làm gì được hết. Nên là rất là khó khăn. Giờ em mong anh giúp đỡ giùm em được, gia đình em rất là khó quá. Dạ, nhà này anh chị thuê bao nhiêu tiền một tháng? Dạ 2 triệu rưỡi. Trời đất, 2,5 triệu. Dạ, mới nhưng mà bà chủ nhà cũng cho bớt. Dạ. Dạ, cho bớt tự nhiên khi anh bệnh xuống nằm không có tiền là bà chủ nhà cũng vẫn cho. Nói chung là bà cũng thương. Cho là có nghĩa là có những tháng sẽ không lấy tiền. Dạ. Ồ, bà chủ tốt của cả nhà ha. Dạ. Ồ, có nghĩa là trong lúc mà khó khăn á thì tình cảm giữa con người với con người á, người ta giúp nhau. Đôi khi tiền nó cũng quan trọng của cả nhà, nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì sẽ gặp những hoàn cảnh mà đang gặp bế tắc á, cho nên yeah, người ta cũng dang rộng vòng tay ra, người ta giúp mình. Dạ. Yeah. Vậy thì bà chủ giảm được bao nhiêu tháng rồi chị? Nói chung là hồi năm ngoái là cho được 5 tháng. Trời ơi, 5 tháng? Dạ, năm ngoái là không có tiền đưa là cho. Rồi vào đầu năm giờ cũng lái với bà lái. Tự nhiên bà chủ nói là cũng có con, có đồ nữa, khó khăn nữa mà là phải đưa. Dạ. Yeah. Đồ cũng, người nào cho cái gì bà chủ cũng đi xin về cho hết đó. À. Không có làm gì được, mà lại không có gạo rồi ăn nuôi con. Dạ. Bà chủ cũng xin gì cho. Là cho chị á hả? À, bà chủ tốt quá cả nhà. Tự nhiên thấy hoàn cảnh như vậy nó rất là khó khăn á. Dạ. Giúp đỡ. Rồi hồi xưa giờ chị chỉ có bán cà phê với bánh mì ở quanh quanh đây thôi hả chị? Dạ. Còn trước đó là anh làm công việc gì? Anh đi làm hồ. Phụ hồ? Dạ, đi phụ hồ rồi ngã bệnh. Trời ơi. Nhưng mà phụ hồ đang làm ngã xỉu bệnh luôn. Xỉu hả chị? Dạ, xỉu xong người ta kêu chở về là chở đi bệnh viện học, biết bệnh tới giờ. Ờ, đang đi làm xong rồi ngã ra xỉu, xong rồi chở đi nhập viện rồi người ta khám thì... bị bệnh ung thư. Vậy thì hiện tại bây giờ là mỗi ngày, mỗi tháng anh có phải đi viện không chị? Có, em mới đi xuống bệnh viện về á. À. Mà bây giờ anh cũng ước ao là có tiền để đi bệnh viện một lần cho nên mãn nguyện. Vì ở sợ con đâu có tiền ở đây. À. Không có tiền đi. Đi là đi bệnh viện lớn á ha. Đi bệnh viện xa như Sài Gòn rồi đó. Dạ. Bệnh viện bữa đầu em dẫn đi bệnh viện Ung Bướu. Ung Bướu Sài Gòn. Dạ. Mà bác sĩ nó mổ mà đâu có tiền mổ. Ủa hồi đó là bác sĩ bảo mổ à? Mổ mà không có dạng khổ quá, không có tiền mổ á. Vậy là... và bây giờ anh cũng ước ao gì anh kêu là đi giờ đi vô một lần để có như là có tiền là để đi vô khám một lần cho mãn nguyện. Để về sống vợ con mà khổ quá đâu có tiền ăn mà lấy đâu mà đi.
Vậy hồi đó cái lúc mà bác sĩ bảo mổ đó là mấy năm rồi chị? Mới phát luôn á, là bị lên tới trời ơi, mới phát mà giá như có tiền mà để mổ thì dạ. Rồi về em điều trị bên điều trị thuốc nam, nó là trùng tùm lum hết đó. Còn bây giờ sau này em không còn khả năng nữa, chạy được nữa thì là phát ra nặng hơn nữa, tại vì khổ quá, từ xưa giờ khổ. Hồi trước giờ là mình làm, mình dành dụm được, tích góp được bao nhiêu là khi mà anh ngã bệnh xuống là dồn hết rồi. Dạ. Ai nói cái gì cũng chạy hết. Dạ. Nên bây giờ là mình không đủ khả năng để mà duy trì nữa. Dạ. Trời. Giờ nằm đó là cái ước gì để vô khám bệnh một chuyến nữa để thử ra sao. Dạ. Về cho bán nguyện cho con đồ. Mà khổ quá đâu có tiền nào mà đi khám. Ủa rồi bây giờ chị không còn buôn bán được cái gì nữa thì rồi bây giờ anh với chị sống như thế nào? Dạ, nhờ bà con hàng xóm rồi lên lớp. Rồi bây giờ em cũng biết hết cách rồi, em nhờ Mạnh Hữu Quân rồi làm tiền này là giúp đỡ giùm em để em có Mạnh trang trải hàng ngày cho ảnh. Hai đứa nhỏ đang đi học. Thôi. Bây giờ em cũng biết làm sao nữa. Tầm một cháu thì lớp 10. Lớp 10. Cháu lớp 3. Dạ. Tội hai cháu cả nhà ha, đang đi học nữa chứ. Thêm một cái căn nhà nguyên căn như thế này, hai vợ chồng ở. Hồi mà chị còn buôn bán được thì trang trải được chị ha. Mình cũng không đủ đâu, tự nhiên. À đúng rồi, cà phê mà cà phê cốc ở... Dạ sớm làm không mà bao nhiêu đâu. À, hồi chị bán ly cà phê chắc có 10 ngàn, 15 ngàn hả? 10 ngàn, 8 ngàn, 10 ngàn à, cao nhất. 8, 10 ngàn, trời ơi. Mà ở bên quanh xóm này thì có bao nhiêu người đâu? Em đâu có khả năng đâu, em chở anh đi. Bây giờ thì hiện tại anh còn ăn uống đồ gì được nhiều không chị? Ít. Nói chung là ăn cũng được, không dám ăn. Ăn mỗi lần cái vệ sinh của anh nó cực lắm. Dạ. Khó khăn lắm, đau. Thì hai khối u lại nằm sát hậu môn lần. Trời ơi. Nó lỡ hết ra rồi. Cho nên là bây giờ bắt đầu nó phù ra ở ngoài cái mông á, nó phù ra nó ba cục. Trời ơi. Là hằng ngày nó phải chảy mũ, chảy máu hằng ngày lau chùi cực lắm. Đau đớn rồi ha. Nó ưng thì nó ra phân, nó ưng thì ra mũ, không biết cái đường nào nó muốn ra, giờ nó gì nó ra. Vậy là bây giờ mỗi ngày anh có hay trò chuyện với chị không? Dạ có đó, chị cũng nói chuyện rồi. Ừ. Chồng vậy á. Đau quá ít khi nói, đau là. Dạ. Đau suốt ngày. Đó là lý do mà tại sao Nhân không nói chuyện với anh cả nhà bởi vì rằng là giữa một cái thời tiết mà đang rất là nóng bức như thế này, rất là khó chịu. Dạ. Mà anh thì đang mắc bệnh như vậy, phải để cho anh nằm nghỉ ngơi cả nhà. Với lại nhiều người bệnh đó, họ dễ bị sốc á. Mình hỏi xong rồi ảnh bị sốc, ảnh đột ngột rồi ảnh nói chung cũng không tốt, cho nên là để anh nghỉ. Vậy thì hai cháu đi học hả chị? Dạ, một cháu đi học, cháu đang nằm chuẩn bị đi học. Dạ. Dạ, học. Nói chung là khó khăn quá, không có tiền được nghỉ, đi xin đi làm. Đi làm được xong rồi mấy người thấy tội, thầy cô thấy tội quá, ở đi học lại. Là cháu nghỉ đi làm hả chị? Dạ, tại vì nói mẹ là khó khăn quá, tôi còn đi làm. Trời ơi. Xong thầy cô cho đi học lại, rồi đi học lại. À, dạ. Là cháu lớp 10 đó ha? Dạ. Nó rất là thích học lắm. Dạ. Cháu lớp 10 là cháu trai hả chị? Cháu bé, cháu gái. Trời ơi, cháu mới có lớp 10 mà đi học đi làm thì ý là cháu xin làm cái gì? Thì nhờ phụ đó, quán phụ đồ vậy á, kiếm tiền chứ giờ mẹ không có tiền sẽ con đi học. Thời lúc không có tiền lắm đi học á. Dạ. Thầy cô nói là con thích đi học không? Thầy cô cho con đi học. Thích, con thích đi học. Vậy thì lúc mà cháu nó nghỉ mấy ngày chị, sau đó là đi học lại? Nghỉ cho đi làm được 3 ngày à, đi làm lại, đi học lại. Thường thấy làm cực quá mà thầy cô nó thấy tội quá, không cho đi học mà thấy tội quá. Gia đình chứ thầy cô cũng xuống thăm. Dạ. Thấy hoàn cảnh như vậy chứ không phải là nó láo, cho nên là cho cháu đi học lại. Là thầy cô sẽ chung tay giúp đỡ cho cháu. Ừ. Cũng xuống thăm là sao là cho bé nghỉ như vậy, nó không có tiền, hoàn cảnh khổ, có không thấy ba bệnh nè. Dạ. Rồi cho cháu đi học lại. Trời. Mới học có lớp 10 thôi cả nhà mà bây giờ đi làm thì đi chỉ có đi phụ quán người ta hoặc là đi bưng cà phê rồi thôi. Dạ. Chứ đâu có đủ tuổi lao động đâu. Dạ, đi làm mấy công ty lớn. Được khi ba bệnh xuống là mới lớp 5 mà. Khổ tới giờ.
là 5 năm trời rồi đó. Khi mà ba bệnh là 5 năm trời rồi. Đâu lại được đâu. Dạ. Chị thì bây giờ chỉ dành hết thời gian để chăm anh rồi chứ đâu có làm gì được. Dạ. Hai cháu còn nhỏ quá thì cũng phải lo việc học. Dạ. Phải lo cho cháu luôn nữa. Hồi xưa giờ anh với chị có nghĩ rằng là mình sẽ có được một cái căn nhà để ở không? Thì hồi xưa giờ rất là khổ, không có nghĩ tới đợt nhà. Tự giờ mình làm ngày mà không đủ rồi lấy đâu mà có nhà mà ở dày ba. Bây giờ biết làm sao, giờ phải làm, bây giờ biết đâu. Rồi chung ở với mẹ, nhà mẹ đông quá, 7 anh em lận. Dạ. Rồi phải thôi đi đông quá, khổ ở em ước rồi lúc chút nữa thôi ra ngoài ở. Dạ. Ở khổ miếng tới giờ. Là anh với chị lấy nhau là được bao lâu rồi ta? Hồi 2008. Dạ. 2008. Là 2007 chứ. 2007. Vậy là cũng mười mấy năm rồi á. Dạ. Là cuộc sống khổ quá, sao nó cũng làm. Hồi kia anh chưa bệnh thì làm chủ yếu qua ngày là đủ sống mẹ và gia đình, hai vợ chồng con. Sau này thì có thêm một cô nữa cũng khổ. Thì nói chung là ở nhà thuê nhà mướn đó, không có làm, không có đủ đâu đâu. Dạ. Và sau từ khi anh ngã bệnh xuống là khổ tới giờ luôn. Khổ quá, khổ luôn. Hồi trước là dùng thuốc nam là ai chỉ vậy chị? Dạ, mấy người chỉ. Em hút ông thầy trong Phan Rang, Ninh Thuận á. Hàng tháng em đi một lần, hàng tháng em chở anh đi vô anh thầy con, anh thầy hút thuốc về uống. Vậy là hồi khi mà anh mới bệnh đó, thì anh đã có mấy cục mà nó lòi ra chưa? Dạ có rồi, đi làm là xỉu. Dạ. Xong em chở đi Nha Trang khám là bác sĩ nội soi khám là đã thấy hai cục như vậy rồi. Là bắt đầu phát với giờ dậy luôn rồi. À, kiểu như là bị trước trong đó rồi mà anh không chịu, kiểu khổ quá không có tiền khám. Ừ. Cái ý sức đi làm biết để cho ngã rửa ra rồi mới. Dạ. Biết mình có bệnh rồi nhưng mà ráng đi làm. Khó khăn quá, không có tiền đi chữa, không có tiền mà để đi khám. Dạ. Rồi bây giờ mỗi ngày anh có phải uống thuốc không chị? Dạ, uống những thứ khác. Còn thuốc là có một phin rồi. Phin là cái gì có chị? Có thuốc móc phin, thuốc giảm đau của nhà nước trợ cấp đó. À, dạ. Rồi bây giờ cho anh uống kháng sinh hả? Không, cái đây là giảm đau là giai đoạn cuối. Người ta chích bác sĩ cho thích một phin, thuốc bốc phin đó. À. Chứ đã đau quá, không có chịu nổi. Nếu hôm mà chưa có thuốc là anh đau. Anh quặn hoài, ông la là cả sớm nghe vậy á. Quắn tròn tròn y như một con rắn vậy á. Tôi nghĩ đau quá, nó đau quá không có chịu nổi mà để quái. Cái đòi chế tờ chế miếng rồi. Xong rồi sau này rồi nặng quá nó bịch ra rồi. Em mới chở xuống bệnh viện, rồi bệnh viện nó lắc đầu. Biểu chở đe về bệnh viện Ung Bướu và Nha Trang nữa. Em đâu có khả năng đâu mà em đi. Dạ. Biểu đi đây đó nó đỡ hơn, nó sẽ có thuốc điều trị hơn. Nhưng mà em không có khả năng mà để em chở đi nữa. Tại vì mỗi lần đi xuống bệnh viện đó cực lắm. Hàng xóm mới cho tiền đi, đâu có tiền. Dạ. Đi đâu. Dạ, mà bệnh viện tỉnh họ lắc đầu rồi. Rồi cái thuốc đó là ai cấp? Nhà bệnh viện cấp. À. Mà về nằm đây mà bắt đầu cứ ra gì tới vô bệnh viện một khám một lần thôi, có tiền khám một lần hay là không? Dạ thuốc đó anh. Sáng là y tá tới chích, chiều thì em chích luôn. À. Chứ kêu y xong phải đem họp xuống. Đổi, dạ, dạ. Làm giấy tờ đông. Dạ. Có nghĩa là có những lúc thì y tá chích, còn có những lúc là chị tự chích luôn hả? Dạ, tại vì muốn luôn một ngày. Không phải là anh đang đau không? Mà sao anh con người chị? Trời ơi. Đâu. Hay là mỗi ngày chị chích mấy lần? Một ngày em chích một lần buổi chiều, còn sáng y tá đó chích. Chứ đâu có tiền đâu mà muốn hết. Muốn là không có tiền trả. Mà y tá họ tới họ chích là chị trả tiền cho họ bao nhiêu? Dạ 30 ngàn, tháng 900. Một tháng 900 ngàn. Em ví dụ như một ngày thì phải 18 lần. Mẹ không để em tập chích để đỡ bớt. À. Chứ giờ nhìn ví dụ như mình không cho người ta chích thì mình đâu có làm giấy tờ mà đi nhận thuốc được. À. Mình phải nhờ người ta làm giấy tờ tới 5 tour mình mới đi nhận được cái mốc phim này. Dạ dạ. À, cho nên mình có về giảm chích. Đó. Nên mình nói người ta không thể được nó không nói để là chịu đựng chích cho nó đỡ bớt chứ không có tiền đưa. Vậy thì anh chịu đựng cái cơn đau này trong suốt mấy năm qua vậy hả chị? Đau lắm. Lúc mà chưa có cái thuốc này là đau từ sáng đến chiều tới tối, đau đau miết rồi, bò lết miết vậy á.
từ đây bò ra về nhà tắm, bò vô bò đi bò miết thôi, không đi nổi mà bò luôn. Vậy thì trước giờ có chị có đi đâu mà bác sĩ nào hoặc là ai mà nói rằng là căn bệnh của anh có thể cứu vãn được không? Còn cơ hội không? Thì bác sĩ trong ung bướu nói là nếu mà có khả năng thì mổ cho ảnh, nhưng mà mổ phải mấy lần. Mẹ em lúc đó em đâu có tiền đâu mà mổ. Nhưng mà ảnh ước gì là bây giờ tự nằm xuống là ước gì là để có tiền đi vô một lần để cho mãn nguyện về. Mà giờ khó khăn quá đâu có tiền đâu mà đi. Dạ dạ. Khó khổ quá. Có nghĩa rằng là nếu mà y tế họ chích một ngày á thì mỗi tháng chị sẽ trả cho họ là 1.800.000. Nhưng mà bây giờ là chị tập chị chích thì bây giờ giảm bớt đi một nửa rồi. Là tới 900. 900.000. Ờ. Chứ giờ đâu có tiền đâu mà mình muốn hết. Tự nhiên muốn người ta thì để người ta làm giấy tờ cho mình để nhận được cái thuốc đây mình về cho chồng mình. Còn không muốn hết được mình chết thì đâu có ai làm giấy tờ cho mình để nhận thuốc đây. Gọi là thuốc giảm đau. Cho nên mình phải lấy. Giờ tới giờ đau. Bây giờ bắt đầu đau là chích. Vậy thì chị sẽ mỗi ngày chị chích khung giờ nào? Giờ là mấy giờ? 3 giờ mấy? 3 giờ rưỡi chích. 3 giờ rưỡi là chị tiêm hả? Ồ. Anh kêu đau rồi chị. Chết chích luôn. Ê, vừa nói chuyện vừa chích được không em? À chích thuốc hả? Được, dạ đi chích cho. Dạ dạ. Ui. Đau rồi cả nhà. Để xem một thứ là chị chích như thế nào chị. Bây giờ chị thay thế y tá luôn rồi. Đâu rồi để chích cho. Bây giờ chị vừa làm vợ mà bây giờ vừa làm bác sĩ luôn rồi. Bây giờ anh thấy trong người anh như thế nào anh? Đầu ghê gớm lắm anh. Trời đất ơi. Bây giờ anh ước mơ gì nè, nói cho em nghe nè. Giờ anh ước điều gì nè? Giờ ước gì đâu mà chú. Dạ. Giờ ước hết tiền rồi. Vô Sài Gòn còn được hay chừng đó. Nếu có tiền rồi vô. Dạ. Điều trị rồi. Không có thôi chứ. Anh nói rằng là hy vọng có tiền để đi Sài Gòn điều trị. Còn không có thì nằm đây chịu đựng cơ nhà. Trời ơi, cứ thuốc ở bệnh viện đó chết tới ngày mình lị đâu chứ giờ đâu có đâu có điều trị đâu. Cái đó chỉ giảm đau, nó đau rồi chết đầu chết thì chết tới khi nào mình lị mình không chịu nấu nữa thôi. Dạ. Mình đi vợ con mình khỏe chứ khổ. Anh nói rằng là mình đi thì vợ con mình khỏe. Nhưng mà nếu như mà mình hồi phục, mình sống lại được thì nó sẽ tốt hơn chứ phải không anh? Thì thôi anh nghỉ ngơi đi được anh. Mong manh quá, đúng rồi. Mong manh hả anh? Mong manh. Anh theo Thiên Chúa hay theo Đạo Phật? Chúa. Chúa hả? Mong manh. Dạ. Cũng hy vọng nhưng mà thấy nó một phần mình không có tiền á. Dạ. Mong manh. Tiền ăn còn có đâu, tiền điều trị em. Anh nói là tiền ăn không có. Em ngày ngày thiếu thốn. Dạ. Còn cái nhiều lúc hết cái bên cho anh học anh. Anh nói thương rồi nha. Tiền ăn mà còn không có thì huống gì mà nghĩ tới cái việc mà chữa bệnh. Dạ cha trên ai đứa con nằm chỗ vậy thôi. Nuôi tụi nó không nấu nữa chứ. Hy vọng mà có tiền vô đó thì số tiền rất là nhiều, mình thấy nó khó có quá. Dạ. Rất là nhiều, trên cả 100 triệu chứ đâu ít đâu. Dạ, nếu mổ hả anh? Trên 100 triệu, người ta mới mổ đây 100 mấy triệu, 120 triệu. Vậy là có người đã mổ trước anh? Mổ rồi, người ta mới, nhiều người mổ chứ mà người ta mổ là chết đó là. Trời đất ơi. Dạ, người ta mổ là chết. Mổ xong cũng không sống được anh? Mổ chết trước hơn hết ạ. Mấy người bệnh sau anh mổ cũng chết, bệnh lực cũng chết, ai mổ là chết.
bệnh trước mổ cũng chết mà đúng bệnh rồi. Sau anh mổ cũng đã chết rồi. Trước cũng chết, sau cũng chết. Trời đất ơi. Tại cái bệnh này chị nó cũng đã nói rồi. Dạ. Mình không mổ thì mình ta sống 5-7 năm. Dạ. Mà mình mổ thì nó giảm lại chừng 3-4 năm mà. Vừa rồi ông mới mất cũng 2 năm rưỡi. Ông bị sau anh một năm rưỡi. Ông mới mất cái này. Ông chịu nó cũng mổ. Cũng treo ruột ra ngoài rồi chịu nó. Hồi đó một phần không có tiền. Thiệt thực chất là nó không có tiền. Cái tiền mình cũng mổ. Mổ nó ấy hơn cho giờ mình khổ quá. Nó đau cả ngày cả đêm đau. Anh năm mấy năm liền mà. Nó đâu biết chứ đâu, không có cái ngày nào mà nó không đau đó. Ráng chịu đựng chứ. Uống thuốc nam nó đau. Nó đau quê đó. Ráng chịu giờ. Mình không có khả năng uống nữa. Giờ nó tái phát thôi. Giờ nó tái phát ra nặng quá thì mình cũng đâu có xuống mấy đây chẳng qua những cái đại khoa là chữa cháy cho mình thôi. Chứ họ đâu có điều trị đâu. Bệnh của mình là bệnh ca mà Sài Gòn đó, mình đã đi Sài Gòn là mình không điều trị thì mình về đây thì người ta cũng đâu ái cho mình đâu. Ta cũng cho mình thuốc giảm đau rồi chút. Người ta chích này kia nọ để cho mình qua cơn đau rồi cho mình về đâu. Muốn nằm cái gì về cho nó cũng cho mình về cho nằm chứ cho chặt vô. Tình hình như vậy á. Anh thấy rằng là những người bị bệnh giống anh, bị trước bị sau rồi người ta đã đi hết rồi. Bây giờ anh có cảm thấy lo lắng không? Lo gì nữa đâu em, giờ không có lo nữa. Cũng chả có gì phải lo nữa. Mọi chuyện nó cũng đã đâu rồi đó rồi. Lo cũng vậy mà không lo cũng vậy. Dạ hả? À, giờ mình chỉ hy vọng điều là thứ nhất đó là có thì mình đi điều trị. Còn không thì cho mình đi sớm cho nó khỏe. Vợ con bớt khổ. Chứ khổ lắm. Nửa đêm nửa hôm nằm một chỗ thì biết rồi, ai nằm một chỗ cũng đã từng trải, nuôi những người một chỗ đã biết rồi, khổ ghê lắm. Dạ. Bản thân người bệnh cũng đau. Dạ. Đau khổ ghê. Nó đau thuốc dày vô thì nó đâu có im được cái vết thương đâu, cái vết thương mình quá nặng nó sẽ im được tay chân mình mãi, chứ còn vết thương là không thể nào mà im được hết. Nó đau từ bây giờ cho tới ngày mai, qua cả ngày cả đêm 24/24 ở đâu biết. Mình chích là để cho cái mình mãi mình này nó đỡ, nó êm ái để mình còn cựa quậy uống được miếng nước, ví dụ như ăn được một chút ấy canh, ăn cái gì chút nữa còn ăn cầm bữa ăn được cầm rau miệng mòn tại thuốc nó vô là nó lạc lắm, không ăn được gì đó. Nó làm cho miệng mình ăn được. Vậy là nếu như mà không tiêm thuốc vô là cơ thể anh chỗ nào nó cũng đau hết? Không tiêm thuốc không đâu, là bó tay là xong luôn, chết luôn. Nó đau là chết luôn, đau là mình điếng mình chết luôn. Dạ. Không có thuốc là nửa đêm mình điếng mình chết luôn. Nó đau quá rồi. Mình cắm đầu mình lụi mình chết luôn. Dạ. Rất là đau. Có cái thuốc này là đỡ. Dạ, vậy anh nghỉ ngơi ha, em trò chuyện với chị chút nha. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Thì cả nhà cũng thấy rồi đó, thì bây giờ cuộc sống của hai vợ chồng anh chị á là không có bất kỳ một cái nguồn thu nhập nào cả. Trong khi đó là bây giờ anh á thì nằm một chỗ như vậy, chịu đựng sự đau đớn hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ cả nha. Nếu như mà không có cái loại thuốc giảm đau đó thì anh nói rằng là nếu mà không có chắc có lẽ là anh đi rồi, bởi vì nó đau quá, chịu không nổi nữa, bứt luôn. Hồi nãy anh có nói rằng là hy vọng rằng là anh có tiền để đi khám lại, coi thử là có tia hy vọng nào hay không. Và ngày hôm nay thì khi mà nhân ghé thăm gia đình anh chị thì cũng xin phép quý mạnh thường quân cũng giúp đỡ cho gia đình một cái khoản tiền nho nhỏ để trang trải thôi nha. Rồi trong tương lai như thế nào đó thì mình sẽ giúp thêm. Nếu mà cả nhà có xem một cái video, không phải là một mà nhiều video nhân chia sẻ và hai vợ chồng người đồng bào Đắk Lây cả nhà, thì hai anh chị dựng một cái chòi ở ven đường, sau đó là đợi con của mình bị người ta dụ đi làm ở đâu đó mà không thấy về, mà có quý mạnh thường quân giúp cho hai vợ chồng á, nhân có trích ra mua cái chiếc xe máy
Rồi cuối cùng sau khi hai vợ chồng có chiếc xe máy rồi á, thì đi mất tiêu luôn cả nhà. Nhân cố gắng Nhân đi tìm anh chị, tìm tới tận nơi mà anh chị nói cái địa phương anh chị sống, mà tới địa phương thì địa phương nói rằng là không có hai người này ở địa phương đó. Và cho tới thời điểm hiện tại thì Nhân đã mất hoàn toàn liên lạc luôn rồi. Cho nên lúc đó Nhân có nói rằng nếu như trong một khoảng thời gian thật là dài mà không liên lạc được với anh chị thì khoản tiền này Nhân sẽ đi giúp đỡ hoàn cảnh nào đó đang cần. Và khoản tiền này Nhân xin phép ngày hôm nay sẽ giúp đỡ cho hai vợ chồng anh chị để trang trải cuộc sống nha cả nhà. Giúp người cần giúp. Và cái khoản tiền đó thì nó nằm ở đây cả nhà nha. Đấy. Thì cái đợt đó là có, đợt đó có cô Julie Hoàng gửi 100 đô, chị Ngọc Thương gửi 500.000, khán giả Viên Giải gửi 1 triệu, chị Trang Nguyễn gửi 12.425.000. Và hồi đó là Nhân mua chiếc xe máy là 4.8 triệu nha cả nhà. Thì ở đây còn lại số tiền là 9 triệu. Thì trong này còn lại số tiền là 9.625.000. Nhân xin phép quý mạnh thường quân rằng là ngày hôm nay Nhân sẽ trao số tiền 9.625.000 này, 9.625.000 này cho vợ chồng anh chị. Em thay mặt là mấy cô chú giúp cho anh chị với chị một khoản tiền nhỏ nhỏ ha. Dạ, thì giờ em cũng rất là cảm ơn mấy anh Hội Người Quân để giúp cho vợ chồng em. Em rất là cảm ơn, gia đình em rất là khó khăn quá. Dạ. Nhờ anh vợ chồng anh Nhị mà tụi em mới biết anh. Dạ. Nên bây giờ mừng quá mừng luôn, để có tiền mà lo cho anh hàng ngày. Dạ. Để hai đứa nhỏ ăn học. Em thay mặt gia đình em rất là cảm ơn mấy anh, mấy chú, mấy bác rồi. Dạ. Chị. Thì dạ, xíu nữa có gì á chị ra chị nói cho anh vui. Nó dạ, sắp tới cũng hy vọng rằng là sẽ có nhiều người giúp đỡ cho gia đình mình ha. Dạ. Dạ. Nếu mà được như vậy thì em mong anh cho anh đi bệnh viện. Dạ. Kiến cho anh mãn nguyện anh, rồi gì anh được mẹ ban cho anh sống cũng mừng. Thường thường nếu mà mình đi phải trẻ quá còn mới bốn mấy à. À. Vậy hai đứa tội, hai đứa nhỏ. Dạ. Dạ. Vậy thôi thì bây giờ em cũng xin phép chị ha. Dạ. Dạ. Nhân cũng thay mặt gia đình anh chị cảm ơn quý mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ và đồng hành cùng với Nhân để đi giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn và bế tắc trong cuộc sống. Thì hy vọng rằng trong tương lai thì bệnh tình của anh nó sẽ thuyên giảm, sẽ gặp được bác sĩ giỏi hoặc là có một cái phép màu nào đó sẽ chuyển hóa cho căn bệnh nó tiêu tan. Một nữa thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này nhé. Hẹn gặp lại cả nhà ở những cái video sau. Bye bye.